Tracy nha. Các bạn hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và bật biểu tượng chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nha. Xe đang hay giờ. Mình là Harry. Mình là Sine. Thì hôm nay Harry vừa chuẩn bị một mẹt với tao khổng lồ luôn. Ủa Harry, bạn chuẩn bị cái này hồi nào vậy? Hồi trưa đó, trong lúc mày ngủ tao phải chuẩn bị hết cái mẹt này đó, vất vả không? Bây giờ thì mình và Sine sẽ cùng thực hiện một thử thách, đó là trong vòng 5 phút ai ăn được nhiều bánh bao hơn thì người đó sẽ chiến thắng, và người thua sẽ uống hết lon coca này trong vòng một hơi. Mày dám chơi không? Ủa, chơi vậy dễ quá à. Gì nữa? À, để tăng độ khó thì trong lúc thử thách mình và Sina sẽ không uống nước, được không? Nope. Dạ được chưa? Vậy như bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu nha. Bánh nào, bánh gì mà nó vàng vàng vậy ta? Thấy không? Bánh màu kim sa ha. Cái lỏ đó. Cái lỏ hay kim sa đây? Nè, mình trái cái lỏ nè. Cái này mà trái cái lỏ. Cái gì? Cái bánh bao á. Cái vỏ. Cái bánh bao ở ngoài nó không hình này chắc. Cái này đâu có hình này đâu. Nè nè. Nó ngộ quá. Sao mày ăn nhanh dữ vậy, tao còn nửa bánh luôn à. Mày ăn từ từ thôi, đợi tao chứ. Cho miếng nước được không? Không được. Nope. Mày tập thiện thử thách mình nè. Để mình thắng. Mình thắng mình sẽ không phải uống cái nước đó. Làm sao mà mày thắng Harry nào được? Cái Harry là vô địch ăn mà. Để xem. Để xem. Thấy mấy này ngon lắm. Ăn thử đi. Ngon không? Đúng. Nhỏ này sao mày thông minh ta. Thôi mình sắp qua cái thứ ba rồi nha. Mình cũng vậy. Thứ ba nha. Ừ. Ăn nhanh cái mình cũng gọi. Cái thứ ba nha. Gì nữa mà nó làm đẹp và ướt gì ở trong này có một cục chấm cút ra. Qua được ướt không thành sự thật. Nói cho tôi thôi. Thôi đi làm cố gắng ăn tăng tốc ăn để theo đi thắng tốc. Bạn ăn hay chưa? Cái nào? Dạ nè. Ăn thử rồi biết. Thôi cái đó to lắm, không ăn đâu. Nhỏ này sao chạy mà cũng thông minh ha. Cái này ngon nè, ăn thử đi, ngon lắm luôn á. Tiếp tục. Đã qua cái thứ tư rồi. Thứ này mệt chết luôn. Ngon cả phút. Nhưng mà tháng thứ 4 rồi. Ông chị ơi, cho em thêm 5 phút nữa đi, em mới ăn có 4 cái à. Phải thắng con nhỏ sinh nhan này mới được. Cái bàn còn nhiều quá trời bánh luôn. Cho em thêm 5 phút nữa nha. 5 phút nữa nha. 5 phút nữa kìa, lợi lắm kìa. Bắt đầu. Mình tự thắng thôi. Gắn lên. Gắn mà thắng. Mình sắp hết cái thứ 4 rồi, sắp thành ra cái thứ 5. Ăn muốn nghẹn luôn à. Cái này mà không có nước thì rất là khó. Thôi phải đi ra lấy nước để tao phá vỡ được rồi lắm. Được không? Đi ra lấy nước đi. Không, mình ăn được. Mình không cần nước luôn.
hết mát miệng rồi. Mát miệng lắm anh, đi ai nước đây. Không có đường, không có đi. Nope. 6 phút. Sao mà ăn nhanh vậy? Biết sao không? Nói nào biết. Nó nhỏ nè. Thôi nè, trời, mày có nhỏ mà thôi, ăn muốn xỉu luôn á. 2 6 cái vậy? Ủa, sao 6 cái? Đếm nhận thôi gì ghê vậy? 6 cái. Hết nhà anh nữa. Cái gì nhanh nữa? Mình phải chiến thắng mà. Mình sẽ uống một thắng. Mà hiểu anh nói gì không? Không. Ăn luôn nữa. Không biết bởi rồi nha. Bè quá vậy? Bảy phút rồi nha. Sao mày ăn nhiều quá vậy? Mấy cái rồi? 5 cái. Trời tao ơi. Nhịn đói từ trưa tới giờ đang đó. Mày chơi mày lăng ra mày ngủ thì có, mày ngủ với con heo. Thì mình tao chuẩn bị hết nó giống này. Mày nói rồi nữa. Mày trả cho tao mày ăn được bao nhiêu cái không? Mình sẽ ăn được 8 cái. 8 phút rồi nha hai bạn. Bạn chuẩn bị tinh thần uống cái đó đi. Không bao giờ. 30 giờ phải là test rồi đó. 6 cái nha. Ăn thúi hả? Miệng tao hết chửi chưa ra nha luôn. Ừ, không biết nó nuốt, không biết nào. Ai nghĩ bạn nói gì quá chi. Để con nhỏ này không nó ăn nhanh của ta. Nó đi ăn quá nè, nó hít tư thêm muốn xỉu luôn á. Còn 1 phút nữa nha. Muốn nữa thì ăn nhanh kìa, 8 cái nè. Mình thắng bạn rồi đó. Chắc chưa chắc rồi. Thôi đi ăn lỗi một cái mấy cái cho nè. Thường ngày mà 10 phút thì với cái mẹt này không nhằn nhò gì với cái Harry cả. Nhưng mà hôm nay không có nước thực sự rất là khó ăn luôn. Harry chỉ ăn được 6 cái thôi. Mày ăn được bao nhiêu cái đó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. 7 cái. Vậy là tao thua hả? Nhưng mà ngày đó mày thích uống nước ngọt lắm không? Hay mày uống đi. Không. Mày thích uống chứ. Được rồi. Uống thì uống. Bây giờ chẳng lẽ Harry phải uống hết cái lon coca này ư? Đúng rồi, bạn thua mà. Em mất thôi. Nói hôm nay cho mày hên thôi. Thôi uống một hơi nha. Một hơi mà. Nó lén thử thôi chứ làm gì ghê vậy? Sao vậy? Bạn sao bạn bỏ xuống rồi? Bạn uống một hơi mà. Ta đếm thử thôi. Đếm thử cho nó ngon thôi. Đầu bếp người ta còn đếm phải chục lần, tao đếm 2 lần nhầm nhò gì. Lần cuối thôi nha. Lần này là phải uống hết đó. Được rồi. Sao vậy? Bạn kêu em gan quá vậy, bạn uống một hơi mà. Mày làm sao mà uống một hơi được chứ, mày thử trước tao xem mày thử được tao làm được. Cái là luật này là bạn đề ra mà. Biết vậy mình đừng có nói cho rồi. Uống thôi bạn chơi với nhau quá, mình không chơi nữa đâu. Thôi lát nữa tao cho mày ăn thịt sườn là được chứ gì, được không? Uống sữa nữa. Hay quá rồi, bây giờ vậy là xỏ keo nha. Tối tao cho mày uống thịt sườn. Tối tao cho mày ăn thịt sườn với uống sữa là được nha. Thôi vậy cũng được. Ừ, chẳng hiểu hết lần này Harry đã thua rồi. Sao mà Harry có thể thua được ta? Chắc là do không có nước, Harry khó ăn á. Không biết là các bạn còn thích Harry và Sina thực hiện những thử thách nào ha, các bạn hãy comment phía bên dưới cho Harry biết nha. Còn bây giờ thì Harry và
và xin nha. Xin chào. Sao bây giờ? Bây giờ dọn dẹp đi thôi, còn đứng đó nó nhiều quá.